Alo, hôm nay là nhà mình trang trại ong kỹ thuật Ninh Phương hôm nay bắt đầu quay vòng 4 nha. Nay mình lên Facebook và lên kênh. Nay phải thuê người này. Nay thuê công nhân hôm nay là có cái bộ quần áo là có cái cánh quạt gió tuyệt vời luôn. Ai nó cần thì liên hệ nhé. Hôm nay trang trại ong Ninh Phương nay phải thuê cán bộ xã, công an về quay. Công an nay nghỉ việc, công an xã mới nghỉ việc về làm thuê cho trang trại ông Ninh. Đây, trắng luôn. Trắng tinh luôn à. Đấy. Công an xã Đồng Tâm hôm nay cũng phải về trang trại của ông Ninh để làm thuê đây. Hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? Ngày 24. Nay 24 thì mình quay vòng 3 nhá. Để giới thiệu bà con là hôm nay 24 tháng 3 2023, trại ong kỹ thuật Ninh Phương hôm nay phải tiến hành quay vòng 3. Đấy. Tổ ong của mình trong cảm trại ong hoàn toàn 5 cầu với 4 cầu này hết nhé. Mình đang nuôi hai chúa, như cái video giới thiệu lần trước là mình nuôi hai chúa trong một đàn ong vẫn đang lấy mật và đang đẻ và thay chúa không ảnh hưởng gì. Cháy này. Đây này, ong mật căng đét này. Đây là mật vòng 3, mật nhãn vòng 3. Trắng luôn. Đây là hai chúa lúc nào nhiều mật thế này nhá. Đây là mình gửi ong ở dưới Ninh Bình tỉnh nhá, Ninh Bình một Thôi chị Đăng ơi. Đây. Đây mình đến gửi. Phút này là mình gửi ong một đại gia đất bất động sản Ninh Bình ra đây đã bị ong đốt rồi nhá. Mỗi chuyến đủ 6 cầu vòng quay. Rồi, video tạm dừng đây nhá. Đi làm đã. Là đi tiếp tục để điều hành công nhân. Mình dừng video đây. Xin chào bà con và hẹn video bà con video tiếp theo nhé.